The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide string transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost, stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless về, and về sự thành công của UIT ạ. À, bởi vì Thầy Nguyễn nhìn thấy là rất là nhiều thông tin quan trọng nên là cũng muốn ngày hôm nay lên cập nhật với cả nhà mình những thông tin giá trị. À, thì Nguyễn biết rằng là rất nhiều anh chị chúng ta cũng đang tham gia góp vốn tài trợ cho Unikai và chúng ta cũng không có biết được chỗ để cập nhật thông tin nhé. À, nhiều người thắc mắc là không biết là thông tin là các anh chị lấy ở đâu, nhưng mà cả nhà có thông tin chúng ta có thể tìm hiểu được hết. À, nên là thì Nguyễn rất là mong muốn là mình qua quá trình chia sẻ của mình thì có thể giúp được một số anh chị nào đó chúng ta đang chưa biết cách chúng ta cập nhật thông tin, thì chúng ta có thể làm chúng ta có cái cách để chúng ta biết được thông tin. Và thì tin rằng là những anh chị nào chúng ta đang theo dõi về UT và chúng ta khi mà xem video của Thủy Nguyễn thì cả nhà mình sẽ có thể đưa ra được cái quyết định cho mình. Và chắc chắn là những anh chị nào theo dõi video của Thủy Nguyễn thì anh chị sẽ trong quá trình đó anh chị nhìn ra, anh chị nắm bắt được cơ hội này thì chắc chắn là anh chị sẽ có một cái sự đột phá lớn về tài chính và sẽ bước sang một cái bước ngoặt mới thay đổi cuộc đời của mình. Đó thì đồng hành cùng với UT hiện nay cũng đã được 3 năm rồi anh chị ạ. Đấy. Vâng, em chào chị Hoàng xinh đẹp nhá. Chào chị Hoàng xinh đẹp ạ. Vâng, cả nhà mình đang chuẩn bị có chương trình 40% cổ phần đấy cả nhà nhá. Nếu như anh chị nào chúng ta biết được thông tin này thì cả nhà mình cập nhật thông tin để chúng ta nắm bắt cơ hội ở cái thời điểm này. Thì nói về cái sự thành công của UT thì đến bây giờ chúng ta cũng không còn gì phải chúng ta phải quá tranh luận, quá bàn cãi với bất cứ một ai, đúng không ạ? Bởi vì vâng, em cảm ơn chị. Chúc em thì buổi tối vui vẻ. Tức là chị Hoàng là một người chị mà Thủy Nguyễn cũng đã từng làm việc với chị trong suốt rất là nhiều năm khi mà Thủy Nguyễn còn ở Việt Nam. Đấy, hai chị em cũng có cơ hội là làm việc cùng trong một công ty may. Đấy, bởi vì trước kia Thủy Nguyễn đi làm công ty may ở Việt Nam là 7 năm và sau đó làm ở Nhật 5 năm. Thì hai chị em cũng rất là lâu mới được quay trở lại và cũng có cơ hội được gặp nhau. Thì lúc đầu thì Thủy Nguyễn cũng có chia sẻ UT cho chị ý và chị ấy cũng rất là sợ, đúng không ạ? Và sợ là mất tiền và cũng biết là liệu cơ hội này có đúng hay không. Đó, thế là sau một năm khi trong khi chia sẻ lần đầu tiên và Thủy Nguyễn quay trở lại thì chị ấy cũng đã một lần nữa tìm hiểu nghiêm túc và cũng đã đón nhận cơ hội để sở cổ phần UT. Thế nên là những anh chị nào chúng ta còn đang theo dõi live của Thủy Nguyễn mà có những cái tư duy giống chị Hoàn hay có những cái suy nghĩ mà mình còn sợ ấy, thì mình hãy làm thế nào để mình làm cho nó hết sợ, đúng không ạ? Vâng, em chào chị Nghiệp Evan nhá. Em chào anh Xuân Dương. Vâng, xin chào tất cả anh chị nhà mình. Và anh chị nhà mình nếu như vào buổi live của Thủy và mong muốn cho những người bạn, những người thân của mình có được những thông tin giá trị và nắm bắt được một cơ hội để thay đổi cuộc đời của mình, thì anh chị nhà mình hãy giúp Thủy chia sẻ đường like, tag tên những người bạn, những người thân mà mình mong muốn giúp đỡ vào buổi like của Thủy Nguyễn nhé. Bởi vì đâu đó một cái like của anh chị thôi, đúng không ạ, một cái sự tag tên của anh chị thôi cũng có thể giúp được ai đó thay đổi được cả cuộc đời của mình. Ở ngoài kia những người bạn của mình, chúng ta, những người thân của chúng ta, họ còn đang đi tìm kiếm những cái cơ hội để họ thay đổi cuộc sống, nhưng mà họ chưa biết cách làm thế nào. Có những người họ loay hoay trong cái công việc hiện tại của mình, họ làm ăn, họ kinh doanh đấy, họ đi làm thuê và họ vất vả, nhưng họ chưa có cách nào để họ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của tài chính. Thế nên là chỉ cần một buổi like của anh chị, một cái like, một cái lượt tag tên của anh chị là họ đã biết tới cái cơ hội này. Có thể là giai đoạn đầu họ chưa tìm hiểu, nhưng mà chúng họ sẽ có được cái thông tin. Bởi vì sao? Chỉ cần một ai đó họ có khát vọng, họ tìm thấy được một con đường, họ sẽ có được cái sự tìm hiểu. Bởi vì nếu như chúng ta không gieo thì sẽ không có những hạt mầm nào xảy ra cả. Vậy thì với UT ngày hôm nay thì khi anh chị đã biết tới đây là một cái công nghệ rất là hay, đúng không ạ? Một công nghệ rất là giá trị và một công nghệ rất là nhân văn. Thì khi mà anh chị biết được cái công nghệ này tuyệt vời như vậy và anh chị mong muốn là trao cái giá trị này cho những người bạn,
những người thân của mình để họ cũng được giống mình, đúng không anh chị? Đấy, nếu như chúng ta giàu có một mình thì tất nhiên là nó sẽ không vui bằng khi mà chúng ta giúp đỡ được một ai đó cũng có thể trở nên giàu có, đúng không anh chị? Bởi vì sao ạ? À, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, đúng không ạ? À, bởi vì sao? Phúc giúp được một người phúc đẳng hà sa, phúc rất là tốt anh chị ạ. Đó, và chúng ta thấy rằng là trải qua rất là nhiều năm, mà đặc biệt là khi Thủy Nguyễn đồng hành cùng với UAT, đấy, Thủy Nguyễn đã cảm thấy rằng là mình rất là may mắn khi mình được biết tới cơ hội sở cổ phần của UAT, nên là mình đã rất là nghiêm túc khi Thủy Nguyễn tìm hiểu cơ hội này. Anh chị biết là cái thời điểm Thủy Nguyễn là bên Nhật, đúng không ạ? Em chào anh Vũ Lộc. À, chắc là anh mới vào buổi live của em đúng không ạ? À, vâng ạ, thì có gì thì anh cứ theo dõi buổi live của em, hoặc là mong muốn được biết giải pháp thì anh cứ kết nối với em nhé. Đó, thì em có thể chia sẻ sâu hơn cho anh. Thì hiện tại thì em Thủy Nguyễn đang là cổ đông của tập đoàn Unikai và là đối tác phát triển vốn cho quỹ SLC. Và đầu buổi nay thì em Thủy cũng đã bật cho mọi người xem một video đấy về con tàu. À, và Thủy Nguyễn đang là người lan tỏa giá trị cơ hội này cho tất cả mọi người. Đó là cơ hội sở hữu cổ phần của Unikai. À, cảm ơn chị Nghiệp rất là nhiều nhé. Đúng ạ, làm giàu không khó. Gì anh HD? À, tức là ở đây thì chúng ta thấy rằng làm giàu nó cũng khó, đúng không ạ? Nó cũng rất khó và nó cũng rất dễ, chỉ cần chúng ta biết cách thôi anh chị. Đó, tại sao có những người họ mất rất nhiều tiền cho thị trường đầu tư tài chính, có những người họ lại rất là giàu trong thị trường đầu tư? Thì ở đây chúng ta thấy là tất nhiên là người giàu thì chắc chắn là họ phải đầu tư rồi, và chắc chắn là họ phải có dòng tiền rồi. Nên là ở đây Thủy Nguyễn muốn là sao mà các anh chị chúng ta có được một kiến thức nền tảng, những cái tư duy đầu tư đúng để chúng ta đảm bảo được cái sự an toàn trong thị trường đầu tư. Bây giờ tức là bây giờ làm gì để giàu, đúng không ạ? Đầu tiên muốn giàu được là mình phải có, thứ nhất là kiến thức, đúng không ạ? Và thứ hai đó là cái khát khao làm giàu. Cái khát khao đầm giàu là cái khát khao đầu tiên để giúp cho bạn Vũ Lộc trở nên giàu có được. Bởi vì nếu như bây giờ là trong mình không có khát vọng thì có cơ hội vàng, cơ hội bạc đến với mình cũng không nhìn ra, đúng không ạ? Khi mà cơ hội HD kiểu không làm mà giàu ấy, tức là không làm mà giàu, đúng không ạ? Ở đây không làm mà giàu, tất nhiên thì chúng ta phải có cách, đúng không ạ? Chúng ta phải xem là người giàu họ làm cái gì. Và bây giờ thì Nguyễn thấy có một cách, đúng không ạ? Có rất nhiều cách, nhưng mà nó lại không phải cách nào. Chúng ta không tìm cách tốt nhất mà chúng ta tìm cách phù hợp nhất, đúng không ạ? Đó, thì hiện nay là có hai cách thì thấy phổ biến nhất hiện nay, đó là đầu tư mà tạo ra cả lãi vốn và dòng tiền, đúng không ạ? Lãi vốn và dòng tiền thì anh chị nhìn thấy ạ, bất động sản, đúng không ạ? Bất động sản cũng có đang tạo ra lãi vốn và dòng tiền, nhưng bất động sản thì nó lại không phù hợp với số đông, bởi vì đó là những người có tiền. Những người có tiền và phải bỏ ra số vốn rất là lớn. Anh chị có 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu, anh chị đừng mơ đi đầu tư bất động sản, bởi vì đó là cái cách mà chúng ta thấy là không phải dành cho những người ít tiền. Vậy thì có cách nào để cho những người làm công ăn lương, những người mà đang khó khăn, đấy, những người mà khát vọng làm giàu nhưng không có vốn lớn mà mọi người vẫn có thể là thay đổi cuộc sống, vẫn có thể trở nên giàu có được, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái cách mà đấy anh chị nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp nào đó, đó là cái bí mật đỉnh cao làm giàu của giới siêu giàu mà có thể anh chị biết hoặc có thể anh chị chưa bao giờ anh chị biết. Nếu như anh bạn Vũ Lộc, đúng không ạ? Bạn Duy Anh, đúng không ạ? Nếu như các bạn là bạn mới thì các bạn có thể ở trong buổi live của Thủy Nguyễn nghe thêm, hoặc là các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin, đúng không ạ? Và nếu như cần kết nối thì mọi người cứ kết nối với Thủy Nguyễn, bởi vì Thủy Nguyễn là người đi trước, đúng không ạ? Thủy Nguyễn ở đây không phải là chuyên gia, Thủy Nguyễn cũng không phải là những diễn giả, mà Thủy Nguyễn là những người đi trước. Thủy Nguyễn đã trải nghiệm được và Thủy Nguyễn đã đúc kết kinh nghiệm, và Thủy Nguyễn chia sẻ lại những cái gì Thủy Nguyễn trải qua, và Thủy Nguyễn cảm thấy đây là cái con đường đúng, và Thủy Nguyễn chia sẻ với cả nhà. Và Thủy Nguyễn cũng đã chia sẻ cái cơ hội này suốt 3 năm qua rồi. Không phải là ngày hôm nay anh chị mới lên buổi live của Thủy Nguyễn, anh chị nhìn thấy Thủy Nguyễn đâu. Và Thủy Nguyễn đã like rất là nhiều rồi trong suốt 3 năm qua, từ khi Thủy Nguyễn còn ở Nhật Bản cơ. Bởi vì trước kia thì Thủy Nguyễn cũng đi làm công ăn lương, đúng không ạ? Cũng rất là khó khăn. Thủy Nguyễn cũng luôn liên tục tìm kiếm cho mình một cái con đường để mình trở nên giàu có. Nhưng mà mình cũng đã phải vấp ngã rất là nhiều. Va vấp rất là nhiều. Em chào anh Hiệu ạ.
cũng đã phải trải qua rất là nhiều những cái lần vấp ngã để ngày hôm nay được ngồi đây để chia sẻ với tất cả anh chị, đúng không ạ? Và cái con đường là để chúng ta có được cái sự giàu có và tự do ấy, là anh chị phải biết được cái công cụ đúng. Bởi vì sao ạ? Nếu như chúng ta chọn đúng thì chúng ta có chậm hoặc nhanh, đúng không ạ? Chúng ta không nhanh chậm, chúng ta kiểu gì chúng ta cũng thành công. Nhưng nếu chúng ta đã lựa chọn sai, càng làm càng sai, càng làm càng không có kết quả. Mọi người thấy đúng không ạ? Vậy thì cái công cụ để cho anh chị đạt được cái sự tự do tài chính là gì? Đấy, có phải là anh chị thấy là, anh chị thấy là nếu như chúng ta tìm được một cái con đường nào đó mà có thể không làm mà có ăn, thì anh chị có thích không ạ? Và rất nhiều người vẫn đang tranh cãi với cái câu đó là không làm mà có ăn. Thì Thủy giải thích một chút cái quan điểm của mình như thế này. Tức là không làm mà có ăn ý. Nhiều người nói là không làm gì mà có ăn. Đấy, nó cũng rất đúng. Đúng ạ, nó cũng rất đúng. Nhưng mà nó chỉ đúng với người, đúng ạ, không làm mà có ăn. Thì sao? Nó chỉ đúng một phần, đúng ạ. Vậy thì với những người mà làm công ăn lương thì đúng là không làm thì sẽ không có ăn rồi, đúng ạ. Vậy thì lại tại sao lại nói là không làm mà lại có ăn? Nó rất là vô lý, đúng ạ. Nhưng mà nếu như anh chị biết được cái bí mật này thì anh chị hoàn toàn tin đó là cái điều hoàn toàn có thể xảy ra. Không làm mà có ăn nó sẽ đúng với người đi đầu tư, còn nó sẽ không đúng với người đi làm công ăn lương. Vậy thì để Thủy Nguyễn ví dụ cho anh chị một ví dụ, đúng không ạ? Ví dụ như anh chị nắm giữ cổ phiếu của Vinamilk. Đó. Vậy thì nếu như anh chị nắm trong tay 1 triệu cổ phiếu của Vinamilk là bây giờ cái tài sản của anh chị đã là 72 tỷ, đúng không ạ? Hơn 70 tỷ theo giá cổ phiếu của Vinamilk, đấy là lãi vốn. Và nếu như anh chị nắm trong tay 1 triệu cổ phiếu của Vinamilk, à, nếu như bây giờ anh chị thấy không ạ, một năm anh chị không làm gì và Vinamilk bây giờ chi trả có tức 2 đến 3 quý một năm, một năm không làm gì anh chị cũng được 4 đến 6 tỷ tiền cổ tức một năm. Vậy thì có phải là không làm mà có ăn hoàn toàn có thật không anh chị? Đó. Hay là công ty mía đường Sơn La cũng chi trả cổ tức rất là nhiều, đúng không ạ? Họ chi trả cổ tức đến 7.000 một cổ phiếu. Vậy thì 1 triệu cổ phiếu năm một năm họ được 7 tỷ năm 2022. Vậy thì điều đó có thực không ạ? Nên là chúng ta đôi khi là nhiều người đang dùng những cái họ biết để họ áp đặt những cái thứ họ chưa biết nên họ chưa tin. Thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ? Chúng ta mong muốn là chúng ta làm việc nhàn nhã, thảnh thơi và có rất nhiều tiền, hoàn toàn có cơ hội. Nhiều người nói là cơ hội ngon như vậy thì làm gì đến lượt mình. Nó đang đến lượt anh chị đấy ạ. Nhưng mà chính vì anh chị không có cái sự chuẩn bị trong mình và anh chị không có cái khát vọng sẵn, nên là khi cơ hội đến nó cũng sẽ vượt khỏi tầm tay. Giống như cơ hội là cốc cốc cốc, đúng không ạ? Nó vào cửa nhà bạn, bạn vào bạn đóng sầm cái cánh cửa của bạn vào, thì tất nhiên là cơ hội đó nó sẽ đi đến cửa nhà người khác. Cánh cửa nào mở thì nó sẽ bước tới, đúng không ạ? Vậy thì anh chị tưởng tượng như cái lắp, cái chai nước. Vậy thì khi mà anh chị đóng cái lắp chai vào thì nó không thể nào mà nó có thể chứa nước được, đúng không ạ? Vậy thì ở đây Thủy Nguyễn nói rằng cái con đường mà để anh chị có thể trở nên giàu có, và Thủy Nguyễn đang bật mí cho anh chị cơ hội đây này, đúng không ạ? Nếu anh chị chưa biết cơ hội này thì anh chị phải biết được cơ hội này. Nếu như chị đã vào buổi live của Thủy Nguyễn rồi mà cả nhà không biết tới cơ hội sở cổ phần UAT thì thực sự là rất là đáng tiếc luôn. Bởi vì cái cơ hội này anh chị phải rất may mắn khi anh chị nào biết được tới nó. Và những anh chị nào thời điểm này mà anh chị mới biết đến nó thì anh chị một điều chúc mừng với tất cả anh chị. Bởi vì chúng ta không bao phải là lúc lao chúng ta cũng được cái cơ hội may mắn như bấy giờ. Đúng ạ, em chào anh Nga ạ. Con chào mẹ nhá. Đó, mẹ Thủy, mẹ Tuấn là mẹ đẻ của Thủy Nguyễn đấy ạ. À, trước kia thì mẹ Thủy rất là phản đối Thủy, nhưng mà sau khi mà mẹ Thủy có những cái thông tin và mẹ Thủy đã rất là tin tưởng đấy, và rất là yêu công nghệ này. Em chào anh Thưởng nhá. Em chào chị Xuyến, em chào chị Minh Hoàng ạ. À, xin chào bạn Hòa nhá. Em chào anh Tuấn ạ. Em chào chị Điểm. Vâng, em chào anh Minh Ngô. Em chào anh Hiệu. Em xin chào tất cả nhà mình. À, tức là anh chị ạ, à, chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta biết đến cái cơ hội, chúng ta biết đến cơ hội mà sở cổ phần UAT, chúng ta vô cùng may mắn. Bởi vì cuộc đời chúng ta không bao giờ chúng ta được hợp tác với một nhà khoa học, nhưng bây giờ chúng ta được hợp tác, chúng ta đang được đồng sở hữu công nghệ cùng với một nhà khoa học, một vĩ nhân của nhân loại. Vậy thì khi mà chúng ta nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp vận tải giao thông lớn nhất toàn cầu như thế này, bây giờ
giờ có thể là nó chưa phát triển nhưng tương lai nó sẽ trở thành một cái doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu của giao thông thông minh. Là nhà đầu tư chúng ta cần phải có cái tầm nhìn, có những cái chiến lược và có những cái sự phân tích thông tin, có cái khả năng nhìn nhận thị trường. Và chúng ta cần phải có tầm nhìn. Tầm nhìn càng xa thì tiền của chúng ta càng nhiều. Vậy thì tại sao người ta lại nói là khi tầm của mình tiến thì tiền của mình tới, và tầm nhìn nó sẽ tỷ lệ thuận với số tiền của bạn kiếm được. Và ngày hôm nay bạn chưa kiếm được nhiều tiền bởi vì sao? Bởi vì bạn làm bằng hai cái thứ. Thứ nhất đó là thời gian giới hạn, thứ hai đó là cái công sức giới hạn. Vậy thì khi mình kiếm tiền bằng hai cái thứ giới hạn như vậy thì chắc chắn tiền của mình nó cũng sẽ bị hạn chế, đúng không ạ? Vậy thì việc mà anh chị nhìn ra một doanh nghiệp tiềm năng, một doanh nghiệp phát triển và một cái doanh nghiệp tương lai nó sẽ phát triển cực kỳ lớn, và anh chị nắm giữ cổ phần của nó, anh chị đang nắm giữ từ cái thời điểm rất là sơ khai, thì khi mà doanh nghiệp đó thành công, anh chị đang mua cái thời điểm sớm thì anh chị được rất là rẻ. Và khi mà anh chị mua được thời điểm sớm và khi doanh nghiệp đó thành công thì chắc chắn là cái bước ngoặt cuộc đời của chị sẽ bước sang một tầm cao mới, đúng không ạ? Tại sao người ta lại nói là nếu như bạn đầu tư sớm thì bạn hãy đặt cược vào tầm nhìn của nhà sáng lập, và nếu như giá cổ phiếu của công ty đi xuống thì bạn hãy đặt cược giá trị thị trường của doanh nghiệp của doanh nghiệp đó. Vậy thì ngày hôm nay những anh chị nào chúng ta đang đầu tư sớm vào OET, chúng ta đang nắm giữ một tài sản vô cùng giá trị và tiềm năng, và anh chị đang mua cái giá không còn cái giá nào rẻ hơn như thế nữa, và sau này khi mà công ty IPO lên sàn, đúng không ạ, kể cả nó có tăng ở cái mức giá nó lên rồi nó xuống nhưng nó sẽ không bao giờ chạm từ cái đáy của chúng ta. Nhưng mà khi mà anh chị mua cổ phiếu thì anh chị đã mua một cái doanh nghiệp đã thành công, thì khi mà anh chị chúng ta mua một cái doanh nghiệp thành công thì cái mức độ rủi ro nó sẽ nhiều hơn đấy. Thì ở đây là nhiều người nói là đầu tư sớm là rất là rủi ro, thì công nhận, phải nói là công nhận đầu tư sớm cũng rủi ro thật sự luôn. Nhưng mà chúng ta chỉ cần có thông tin đấy, có thông tin này, chúng ta có tư duy, chúng ta có cái cách để chúng ta có những tiêu chí để chúng ta đánh giá, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được rủi ro, hoàn toàn có kiểm soát rủi ro. Nếu như mà chị mục tiêu của anh chị giàu có ấy, mà anh chị không nắm được cái cổ phần doanh nghiệp trước IPO ấy, thì anh chị rất khó để anh chị trở nên giàu có nhé. Bởi vì cái cổ phần của doanh nghiệp trước IPO ấy, nó có thể ích cái tài sản của anh chị lên hàng trăm lần, thậm chí hàng ngàn lần. Nhưng nếu mục tiêu của anh chị mà trở nên giàu có, mà anh chị nắm giữ cổ phiếu mà đã lên sàn, thì rất khó để anh chị có thể trở nên giàu nhé. Bởi vì cái giá mà để anh chị mua cổ phiếu ở trên sàn ấy, là anh chị phải bỏ ra một cái số tiền rất lớn, cực kỳ lớn luôn đó. Bởi vì khi mà anh chị bỏ ra số tiền cực lớn như vậy thì thứ nhất là nó có cái rủi ro đó, là khi mà cái giá cổ phiếu đã tăng lên rồi thì khi mà thị trường biến động, đúng ạ, thì nó sẽ tụt xuống và anh chị sẽ bị mất, sẽ bị cháy. Và nếu như chị không có đủ kiên nhẫn thì anh chị sẽ cắt lỗ và anh chị sẽ mất tiền. Thì khi mà anh chị bỏ ra cái số tiền rất lớn và anh chị mua với cái giá rất đắt thì anh chị sẽ là sao? Anh chị sẽ không có nhiều cái cổ phần. Thì khi mà anh chị không có nhiều cổ phần thì anh chị sẽ không có nhiều cổ tức. Vậy thì khi mà anh chị nắm giữ cổ phần của UST ở thời điểm này, nếu như chị biết được đó là cái thời điểm kim cương, thời điểm vàng. Tại sao thì Nguyễn lại nói là anh chị lên nắm giữ cổ phần của UST ở giai điểm này, ở thời điểm này là thời điểm vàng, thời điểm mà chúng ta đã biết ở những cái giai đoạn cuối cùng rồi, đúng không ạ? Ở những cái giai đoạn cuối cùng rồi và chúng ta đang ở những cái ngưỡng cửa của cái sự thành công rất lớn, đúng không ạ? Bởi vì những cái năm trước ấy, nếu như chúng ta góp vốn vào UST thì chúng ta phải nói là cái sự rủi ro nó vô cùng lớn. Nhưng đến giờ phút này thì khi mà anh chị thấy là doanh nghiệp của chúng ta có rất nhiều hợp đồng thương mại, chúng ta được một cái sự hậu thuẫn rất lớn của các chính phủ quốc gia, đặc biệt là những người có quyền, có tầm ảnh hưởng, là những quốc vương, là những hoàng thân, là những vị vua, là những bộ trưởng, là những quan chức có quyền, có tiếng nói và có cái khả năng để ra quyết định để xây dựng hay không xây. Và những anh chị nào nói là UST là một cái doanh nghiệp đấy đa cấp, một cái doanh nghiệp rủi ro mà anh chị, đó là những anh chị không bao giờ tìm hiểu thông tin. Và những anh chị càng đầu tư ít, đúng không ạ, 250 đô hay là 500 đô, mọi người rất hay hỏi là công ty bao giờ IPO, bao giờ chị đã có đức, và không bao giờ cập nhật thông tin, chỉ quan tâm đến tiền của mình được bao nhiêu và không quan tâm đến cái giá trị của cái tài sản này sau này mình sẽ được bao nhiêu đó. Vậy thì nếu như anh chị nào tìm hiểu thông tin ý, thì cả nhà sẽ biết là đến giờ là chúng ta có rất nhiều thông tin đấy. Thử Nguyễn sẽ hôm nay là Thử Nguyễn cũng sẽ cập nhật với cả nhà đấy những cái thông tin
mới ở trong cái chính cái doanh nghiệp của chúng ta đấy. Anh Hiệu và Lai có tin hot. Và Lai có phái đoàn ở Malaysia tới trung tâm thử nghiệm của mình đấy anh. Ngày xưa thì chúng ta nói là cá lớn thì nuốt cá bé đúng không ạ? Người giàu sẽ thắng, nhưng bây giờ thì chỉ cần là mọi người có thông tin và mọi người có khát vọng thôi. Cơ hội thời buổi 5.0 rất nhiều. Đó, thời buổi 5.0 rất nhiều thông tin nhé cả nhà nhé. Nên là anh chị nào mà chúng ta đầu tư mà chúng ta không cập nhật thông tin ấy là chúng ta bị lỗi thời đấy cả nhà. Đấy. Đang nhìn thì vừa nhìn thấy thông tin đây này thì đây nha, thì sẽ anh Hiệu biết vào trang này thì mình không cập nhật thông tin chưa? À thì sẽ mở cái thông tin đầu tiên cho cả nhà xem nhé. Đó. Cái thông tin này là ngày 13 tháng 9 này. Đây hôm nay 18 tháng 9. Đây còn cái thông tin này nữa thì nó chưa cập nhật vào trong này. Chào anh Phạm Tịch, đây chúng ta sẽ mở cái thông tin đây ạ. Tức là chúng ta không phải là, tức là thông tin thì nó sẽ có mới liên tục, nhưng mà đôi khi có những cái thông tin nó cũng vừa mới xong nhưng mà cả nhà chưa cập nhật được ấy. Đó, thế nên là thông tin là tiền đấy chị ạ. Và ai càng có nhiều thông tin thì càng người đó càng có nhiều tiền. Đấy thì sẽ mở cái thông tin rồi. Đây là một thông tin, đó là Bộ trưởng Bộ Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Ấn Độ. Đấy, Sri Nitin Gadkari Anatoni là người thay đổi cuộc chơi trong ngành vận tải. Cả nhà hãy nhớ từng lời nói của người có quyền lực. Đúng không ạ? Và ông là Bộ trưởng của Bộ Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Ấn Độ. Bộ trưởng của Bộ Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Ấn Độ. Và ông có nói một câu, đó là Anatoni Uniki là người thay đổi cuộc chơi trong ngành vận tải. Đó. Và cả nhà biết không ạ? Chính ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Ấn Độ này, ông là người rất quan tâm đến cái công nghệ của Unica. Đó. Và là người đã, anh chị đã biết là chính ông đã tuyên bố cho một cái video trong cuộc đến thăm trung tâm thử nghiệm tại Zara. Và ông nói là Ấn Độ là có khoảng 250 dự án đang chờ để được thực thi. Đó. Và liên tục đến thăm trung tâm thử nghiệm. Cả nhà biết ạ, nếu đây không phải là thông tin để giúp cho cả nhà có tiền không ạ? Em chào anh Đồng ạ. Hôm nay cả nhà chắc cũng nhìn rõ đúng không ạ? Hôm nay một hội nghị về công nghiệp hóa không gian phi tên lửa đã bắt đầu tại Marina Gokka. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đường bộ và Đường cao tốc Ấn Độ Sri Nitin Gadkari có bài viết phát biểu chào mừng những người tham dự. Đấy. Ông đánh giá cao các giải pháp thân thiện với môi trường và hiệu quả do Anatoli, tổng giám đốc thiết kế UTNC phát triển. Đó. Anh Hiệu có nhớ cái bài này mà hôm bữa anh hỏi em không? Đấy, bài đấy đấy ạ. Đấy. Trong bài phát biểu chào mừng, Bộ trưởng đã nhấn mạnh đến sự đóng góp của tổng công ty thiết kế Uniki trên technology và sự phát triển của ngành vận tải. Đấy. Và ông có phải phát biểu, ông có nói cả nhà nhé, cả nhà đọc kỹ này. Anatoli Uniki là người tiên phong trong lĩnh vực thám hiểm không gian không dùng tên lửa. Ông là người đã thay đổi luật chơi trong ngành vận tải. Tôi đã đến thăm đường dây xe lửa ở Sara UAE và thực sự thích thú khi thử nghiệm UFO. Tôi đã rất ấn tượng về độ an toàn của nó và tôi tin rằng khái niệm này có tiềm năng biến đổi hoàn toàn các hệ thống giao thông đô thị. Đó, một thông tin vô cùng giá trị cả nhà. Đó, rất giá trị bởi vì sao ạ? Bởi vì một người mà có một cái tầm ảnh hưởng rất lớn và ông đã có những cái chuyến trải nghiệm thực tế tại Sara và ông đã bày tỏ cái sự rất là thích thú với cái công nghệ UPOT và ông đã thấy là nó về có cái độ an toàn và cái sự êm ái và đặc biệt là nó sẽ có cái tiềm năng để biến đổi hoàn toàn các hệ thống giao thông đô thị. Bởi vì đây sẽ làm cái công nghệ của tương lai.
Và người là người mà người có tầm nhìn xa, họ sẽ nhìn thấy cái công nghệ này anh chị nhá. Và đặt cái mục tiêu cuối cùng của ông Unity đó là vận tải Spaceway, đúng không ạ, là vận tải trên vũ trụ đây chị. Đấy, thế nên là trước để mà xây dựng được cái tuyến đường đó thì chúng ta cần phải xây dựng đấy, UET đúng không chị? Namaskar, eminent guest, dear friends, ladies and gentlemen. Cái này thì chắc là cả nhà mình sẽ không nghe thấy bởi vì ông ấy sẽ đã đọc lên cái bản rồi như thế này. Em chào chị Phượng Trần ạ. The gathering em chào anh Vũ Quốc Hương. Global Conference on Near Space Industrialization. This đó, ông đã có một bài phát biểu đúng không ạ? Of the conference that brought together. Đây, cả nhà đọc tiếp nhé. Ấn Độ sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên triển khai dự án thương mại phức hợp cơ sở tầng giao thông UET. Giám đốc E-Sky Bot Stem Piraveni Mittal đấy cho biết hội nghị toàn cầu lần thứ 7 về công nghiệp hóa không gian gần đã quy tụ các nhà khoa học, các nhà xã hội học, kỹ sư, nhà kinh tế, nhân vật của công chúng và chuyên gia. Đó. Cả nhà thấy không ạ? Ấn Độ sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên triển khai dự án thương mại. Đấy, cả nhà thấy không ạ? Ấn Độ rất là ưu ái, rất là thích cái công nghệ của chúng ta. Và Ấn Độ ở nhà biết Ấn Độ là một đất nước triệu dân, à một đất nước tỷ dân. Đấy, rất là đông. Và cái công nghệ của chúng ta mà khi được đưa vào Ấn Độ ấy, thì nó rất là phù hợp bởi vì cái chi phí nó rất là rẻ. Đấy, mà cái thị phần cả nhà có lo gì thị phần đúng không ạ? Khi cái công nghệ của UET làm cái công nghệ mới thì cái thị phần nó sẽ bao phủ rất là rộng. Và chúng ta hãy tưởng tượng rằng ấy, chúng ta đang nắm giữ cái cổ phần của một cái tập đoàn giao thông vận tải toàn cầu. Thì sau này chúng ta không bị giới hạn bởi không gian và địa lý đúng không ạ? Thì chúng ta xây dựng ở bất kỳ quốc gia nào thì mình đều có nguồn thu nhập. Đấy, nên là ngày hôm nay ai là cái người nhìn thấy tiềm năng của công nghệ này khi mà nó đạt được ở cái cảnh giới của cái sự thành công ở rất gần rồi đúng không anh chị? Đó, một trong số những vị khách được mời tham dự sự kiện đại diện của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Belarus, tập đoàn nước Roscosmos của Liên bang Nga, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc hỗ trợ truyền thông doanh nghiệp LB, thì đọc tiếng Anh không đọc rõ được cả nhà. Đấy, Viện Hàn Lâm Khoa học Bắc Cực, Bộ Giao thông Vận tải Đường Bộ và Đường Cao tốc Ấn Độ cũng như các nhà khoa học, đấy, Đại học Giao thông Vận tải Nhà nước Belarus và Công nghiệp hóa Nhà nước. Thế là đây là các vị khách, cả nhà. Các vị khách đã đến tham dự cái sự kiện đấy. Sự kiện này thì có đại diện của Viện Hàn Lâm Khoa học này, đấy, Tập đoàn Nhà nước, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, Quỹ hỗ trợ truyền thông doanh nghiệp, Viện Hàn Lâm Khoa học Bắc Cực, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đường Cao tốc Ấn Độ, cũng như các đối tác khoa học, cả nhà thấy không? Rất là nhiều những cái vị khách rất chất lượng đấy, đến tham dự cái sự kiện vô cùng quan trọng của chủ tịch Anatoly. Đấy, cả nhà thấy không ạ? Đây, nên là không thiếu thông tin cho cả nhà xem nhé. Đây thì sẽ trở về cái thông tin gần gần nhất ở trên này. Đây là trở về này. Đây là một cái trang web cả nhà nhé, uet.inc. Đây, thử quay cho cả nhà nhìn nhé. Cả nhà mình chưa vào được cái này thì cả nhà quay vào đây UET này. UET. Đấy. Thì cả nhà có thể vào mục tin tức đây. Đấy. Công nghệ này. Tất cả các thông tin thì cả nhà có thể vào đây, nhà mình đọc được hết nhá. Đây, mục tin tức này thì cả nhà có thể vào mục tin tức, tức và ra vào ở đây cấp nguồn thông tin. Đây thì mình sẽ xem cái thông tin ngày 18 tháng 9 đây. Đây là giải pháp phù hợp nhất cho khả năng tiếp cận giao thông cho các khu vực được bảo vệ. Nhiều người nói với Thủy rằng đây là giống cáp treo. Đúng là nhìn rất giống cáp treo đúng không anh chị? Đấy, nhìn thế này thôi nhưng mà cái đường dây của nó rất là to đấy cả nhà nha, không phải nhỏ như thế này đâu. Và vừa rồi thì chính Thủy Nguyễn đang được ngồi con tàu đây này cả nhà. Chính Thủy Nguyễn vừa rồi trong cái chuyến trải nghiệm tại Dubai thì mình cũng được ngồi con tàu UPO này.
Đấy, Oka nhiệt đới. Và đây tàu này thì ở bên Belarus, và Belarus chúng ta thì có những cái lông trại. Đấy, có trồng rất là nhiều táo. Đây là tên ở những cái gốc táo này, đã tên của những nhà đầu tư đây anh chị. Đấy, đã được gắn tên ở đây rồi nhá. Và cái con tàu này thì nhìn thấy giống Castrel, nếu như cả nhà có sự phân tích ấy, thì thấy nó sẽ ưu điểm hơn Castrel rất là nhiều, và cái tuổi thọ của nó rất là cao. Đấy, thì chúng ta thấy là trong cái bài viết này thì nó nói là đây là một giải pháp thân thiện với môi trường. Thì UNT đang là một giải pháp về giao thông xanh, nên là nó sẽ rất là gần gũi và thân thiện với môi trường. Nó sẽ giải quyết những cái bài toán về khủng hoảng về năng lượng, những bài toán về tắc đường, cũng như là giúp cho cái nền nông nghiệp của chúng ta phát triển. Thì nó sẽ trả lại diện tích bề mặt đất chết, và khi mà các tuyến đường nhựa thì ở trên cả thế giới nó sẽ lớn bằng diện tích của 5 lần đất nước Anh. Đấy, một cái số lượng rất là lớn. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là trong bài viết này họ nói là có nhiều công viên quốc gia và bảo tồn trên thế giới rộng lớn đến mức cần một hệ thống giao thông an toàn. Điều này rất cần thiết cho sự thoải mái của du khách và khả năng di chuyển qua các khu vực này. Em chào anh Quý ạ. Ví dụ như việc di chuyển quanh một công viên quốc gia trải dài hàng nghìn km vuông có thể tốn kém về thời gian và chi phí về tài chính. Ngoài ra, việc tạo ra các cơ sở tầng giao thông truyền thống trong những trường hợp này bị hạn chế bởi nhiều thách thức. Các khu phức hợp UAT có thể giải quyết vấn đề khả năng tiếp cận giao thông. Đấy. Ở những khu vực có yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường hay không? Những hạn chế của các tổ chức môi trường. Ví dụ như những địa hình này, anh chị thấy lấy một xây UAT thì có phải tuyệt vời không ạ? Đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Không bị đào đất thôi, cũng không bị đè xẻ núi, thì khi đó thì nó sẽ không bị mất cân bằng hệ tự nhiên, đúng không cả nhà? Trong một trong những khó khăn tài chính trong việc tạo ra cơ sở tầng của giao thông trong bảo tồn và công viên quốc gia là tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về môi trường. Việc xây dựng đường bộ cũng như việc di chuyển ồ ạt của các xe cộ hoặc thậm chí là vận tải đường sắt chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho thiên nhiên. Hệ sinh thái bị phá hủy trong quá trình xây dựng đường mòn, cây cối bị chặt hạ, động vật hoang dã bị đe dọa, cảnh quan bị thay đổi và chất lượng không khí suy thoái. Đó, rất là nhiều yếu tố gây ra, đúng không ạ? Khi mà anh chị thấy là đúng là cảnh quan tự nhiên này đang rất là tuyệt vời, thì khi mà xây những cái tuyến đường thì chắc chắn là phải xẻ núi, sẽ phải chặt cây, đúng không ạ? Đó, thế nên là theo thống kê đây, mỗi km đường được xây dựng thì có khoảng 20 hecta rừng bị chặt. Thế không ạ? Mỗi km đường xây dựng có khoảng 20 hecta bị chặt. Điều này dẫn đến mất đi môi trường sống tự nhiên của nhiều loài, bao gồm hàng ngàn loài côn trùng và động vật có vú nhỏ. Nhiều ước tính khác nhau cho thấy các dự án cơ sở tầng dẫn đến việc phá hủy hàng chục nghìn hecta rừng trên toàn thế giới mỗi năm. Tất cả những điều này không thể chấp nhận được ở các khu vực có tiêu chuẩn môi trường cao. Đấy, những cái khu vực tiêu chuẩn môi trường cao thì họ lại rất là có những cái điều khoản khắt khe về môi trường, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà nếu mà xây dựng cái tuyến đường truyền thống thì với cái diện tích bị phá hủy nhiều như thế này thì sẽ không đảm bảo được cái vấn đề về môi trường, đúng không cả nhà? Đấy, nên là cả nhà muốn biết công nghệ của mình ra sao thì cả nhà phải đọc được những cái thông tin họ viết về cái công nghệ này, để công nghệ này để cả nhà mình phân tích được ấy. Những cải tiến Unique Technology tạo ra một cơ hội độc đáo cho sự phát triển của các khu vực được bảo vệ. Giải pháp cơ sở tầng và giao thông tiên tiến này có thể giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường khi tổ chức giao thông. Việc xây dựng các khu phức hợp UAT không đòi hỏi phải chặt cây ồ ạt hoặc thay đổi cảnh quan đáng kể, vì kết cấu đường dây làm cao so với mặt đất và các giả đợi chiếm không gian tối thiểu. Điều này cho phép bảo tồn đất, thảm thực vật và môi trường sống của động vật hoang dã ở trạng thái tự nhiên của chúng. Phương tiện vận chuyển UAT thân thiện với môi trường, hoạt động bằng điện và không thải ra các chất độc hại. Ngoài ra, mức tiêu thụ năng lượng của UPO khiến giải pháp này thậm chí còn hấp dẫn hơn đối với các khu vực có tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt. Hệ thống UAT hầu như không gây tiếng ồn, điều này rất quan trọng để duy trì sự yên tĩnh và thanh bình cho cư dân ở các khu bảo tồn và công viên quốc gia. Đó,
Nên là cái giải pháp của nó thì rất là tối ưu đúng không ạ nhỉ? Đây này, cầu vượt đường ray có thể sử dụng không chỉ cho các tuyến du lịch mà còn các tuyến đường vận chuyển hoàn chỉnh qua các khu vực rộng lớn, các công viên quốc gia. Các khu hợp phức hợp UAT có thể vận chuyển tới 50.000 hành khách một giờ. Đấy, sản phẩm UAT phát triển có tác động tối thiểu đến môi trường, không cần thay đổi cảnh quan, không can thiệp vào quá trình tự nhiên. Ưu điểm này cho phép thiết lập một hệ thống giao thông hoàn diện ở mức khu vực có yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường, tuân thủ do các tổ chức môi trường đặt ra. Và thế cả nhà đấy ạ, rất là phù hợp luôn. Đấy, rất là phù hợp với những cái gì mà ngày hôm nay cả nhà thấy là những cái giao thông truyền thống không làm được, thì khi cái công nghệ này ra đời nó xây dựng ở bất kỳ cái khu vực địa hình nào đấy mà nó lại còn rất là an toàn và cái tiềm năng phát triển thì rất là cao đấy. Đây là không thiếu thông tin nhé cả nhà, hãy thì sẽ cho cả nhà xem cái thông tin nó gần hơn. Đây, thông tin ngày 13 tháng 9. Đây là đại diện của UAT đang tham gia hội nghị về công nghiệp hóa không gian gần. Đấy, công nghiệp hóa không gian này là không tên lửa như cả nhà. Thì chính Bộ trưởng Bộ Giao thông Ấn Độ này cả nhà, thì ông đã đến tham dự cái sự kiện này và ông đã phát biểu trong cái sự kiện về công nghiệp hóa không gian gần đấy. Chính ông Bộ trưởng Bộ Giao thông phát biểu đấy cả nhà. Đấy, cái này rất là dài à. Đây thì sẽ đọc. Đây là những vị khách được mời tham gia thì lúc nãy thì cũng đã đọc rồi. Đấy, thì sẽ đọc cái đoạn này thôi nhé. Thì theo truyền thống, Unique Chính Technology đã tham gia phần lớn nhất trong phần khoa học và tổ chức hội nghị về công nghiệp hóa vũ trụ. Đây là cơ hội tốt để những người tham gia làm quen với những phát triển khoa học tiên tiến nhất trong lĩnh vực vận tải và công nghệ sinh học. Các dự án của UAT thúc đẩy quá trình chuyển đổi của nhân loại sang con đường phát triển sinh thái tự nhiên chắc chắn là một phần không thể thiếu của chương trình USPACE và ECOPACE. Đó, rất nhiều các thông tin mà cả nhà có thể tìm hiểu ở đây nha. Đấy thì sẽ mở lại thì cả nhà nhìn thấy nhá. Thì ở đây thì mình cũng sẽ không phân tích nhiều bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể vào các trang này để mình đọc được. Đấy, đây cả nhà nhìn thấy nhá, đây là hình ảnh ông chủ tịch cùng với vợ cùng với các kỹ sư này đi chân đất, tất cả đều đi chân đất thôi để sao giữ và cảm nhận cái sự gần gũi và giữ liên lạc với thiên nhiên. Đấy, các kỹ sư Belarus đi chân trần đến văn phòng. Cái thông tin này hôm ngày 9/9 mình mở nhá. Đây, cả nhà nhìn thấy không ạ, chính ông chủ tịch cả cuộc đời đã hy sinh, dành tuổi thanh xuân của mình, dành tâm huyết của mình, tiền bạc, công sức, tất cả dành cho công nghệ Unikai. Một con người đã cả cuộc đời cống hiến, đúng không ạ, làm vì nhân loại, vì một hành tinh xanh, vì nghĩ cho những người dân trên toàn cầu đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cái thiệt hại do giao thông để lại. Và ông đã nghiên cứu ra cái công nghệ này và ngày hôm nay chúng ta thấy một con người vô cùng vĩ đại, một con người rất gần gũi với thiên nhiên và luôn làm sao mà giúp tạo ra một cái hành tinh xanh. Bởi vì ông nhìn sự quan ngại thấy rằng thiên nhiên đang bị phá hủy rất là mạnh, và nếu như không có một cái sự chung tay đấy, không có sự chung tay và đóng góp của người dân trên toàn cầu thì e rằng cái trái đất của chúng ta 20-30 năm nữa sẽ không có cơ hội để phục hồi nữa. Nên là chúng ta ngày hôm nay đang ở trong cái thời kỳ này là chúng ta có được cái cơ hội để chúng ta phát triển, chúng ta được chung tay góp sức với chủ tịch Anthony để làm được một điều vi diệu, một điều tuyệt vời. Đó, cả nhà thấy không ạ? Đây có một thông điệp ông nói như cả nhà, chị đọc nhá. Nếu một người đi chân trần trên mặt đất, họ sẽ đối xử với nó một cách có trách nhiệm hơn. Họ sẽ tránh xả rác, làm cho lối đi dành cho người đi bộ thuận tiện hơn và trở nên khôn ngoan hơn. Tốt hơn là đi bộ và chạy chân trần trên mặt đất sạch sẽ, thông thoáng, hoặc lý tưởng nhất là trên cỏ, nơi xương được coi là tác dụng chữa lành.
Bàn chân của chúng ta có hàng trăm vùng cần được kích thích, nhưng những người lớn lên trên địa đường sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Tôi tin rằng nếu mọi người đi chân trần thường xuyên hơn, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thì trong cái bài này tại sao ông lại có cái ý như thế này? Tức là ông có nói là khi mà chúng ta đi chân trần trên mặt đất thì bàn chân chúng ta không có một cái lớp bảo vệ nào cả, nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với bề mặt đất. Thì nó, nếu như chúng ta đi ở trên bề mặt đất thì có phải là chúng ta sẽ mong muốn là mình đi trên những cái bề mặt nó sạch hơn không ạ? Bởi vì nếu như mình đi ở trên những cái bề mặt bẩn, đúng không ạ? Bề mặt bẩn thì nó sẽ sao? Nó sẽ, mình sẽ đi mình cảm thấy rất là ghê. Và anh chị nhắm ở trên rác, anh chị có thấy ghê không ạ? Và anh chị nhắm ở trên những cái nơi mà toàn gai, toàn sỏi, anh chị rất là ghê, đúng không ạ? Thế thì ở đây mình nói là khi chúng ta đi chân trần thì họ sẽ đối xử với tự nhiên một cách có trách nhiệm hơn, và có trách nhiệm là không xả rác và dành cái lối đi cho người đi bộ ấy trở nên tốt hơn. Và người đi bộ chạy trên mặt đất thì sẽ rất là sạch và thông thoáng. Và khi chạy trên mặt đất đó thì đi chân trần thì anh chị biết là nó sẽ có cái tác dụng rất là tốt, và nó sẽ kích thích các huyệt đạo ở dưới bàn chân của chúng ta ấy. Và nó sẽ có cái tác dụng đó là chữa được rất nhiều bệnh đấy. Thế nên là khi mà đi chân trần được, và chủ tịch liên tục là một người mà hay đi chân trần nha anh chị. Đấy, đây này anh chị này, toàn bộ là đi chân đất hết luôn, đi trên cỏ. Rất là ngưỡng mộ con người này luôn anh chị. Nói ra rơi quá nhiều thông tin luôn đấy. Cả nhà có thể vào trang này, cả nhà tìm hiểu thông tin nhá, nhiều lắm. Đây này, rất nhiều thông tin. Nên là anh chị là chúng ta mà đã đầu tư thì chúng ta phải có thông tin đó. Và nó có rất nhiều trang đấy nhá, cả nhà có thể sang những cái trang tiếp theo cả nhà xem. Đây, trong đây còn nhiều cái thông tin lắm, cả nhà mong muốn được tìm hiểu thì cả nhà có thể vào đây. Đây là thông tin này, cả nhà có thể đọc về thông tin về công ty, về doanh nghiệp. Đó rồi cả nhà, mình sẽ quay trở lại còn nói chuyện với cả nhà một chút đã. Hơi tối đúng không? Đó, vừa rồi thì Thủy Nguyễn cũng chỉ sơ lược một chút thông tin. À, Thủy Nguyễn sẽ đọc cái thông tin trong ngày hôm nay này. Trang này Thủy Nguyễn sẽ đọc nhé. Phái đoàn đại biểu Malaysia đến thăm trung tâm thử nghiệm chứng nhận USKY ngày 19 tháng 9 năm 2024. Đấy, thông tin ngày hôm nay cả nhà. Một phái đoàn đến từ Asia Mobility, nhà phát triển hàng đầu về hệ thống quản lý giao thông công cộng và đi lại tại Malaysia, đã đến thăm trụ sở của USKY và USKY Transport. Cuộc họp này đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc khám phá các giải pháp giao thông tiên tiến do USKY Transport cung cấp và khả năng hợp tác giữa hai công ty. Đấy, và đây là cái đơn vị là nhà quản lý giao thông công cộng hàng đầu của Malaysia. Đó, họ đến thăm chính cái trung tâm thử nghiệm của USKY. Đây, con tàu U4 Karat là con tàu mà ngày xưa đoàn của Thủy đã được đi rồi đấy cả nhà. Đấy, và trước khi mà chúng ta có những khách hàng lớn ấy, bởi vì cái công nghệ của chúng ta ấy, nó yêu cầu phải cái sự khắt khe, và có những cái giấy chứng nhận, có đủ cái tiêu chuẩn kỹ thuật để bắt đầu mới đưa ra ngoài. Thì trước khi mà chúng ta ký được những cái hợp đồng lớn ấy, thì yêu cầu là họ phải đến, tức là họ phải bỏ ra thời gian của họ đến, họ phải trải nghiệm, họ phải đi xem là cái con tàu này nó có tốt hay không, nó có đáng để mà họ bỏ tiền ra họ xây dựng hay không. Thế nên là chúng ta cần phải thời gian để là sao, để mà chúng ta được chứng minh cho khách hàng thấy là cái công nghệ của UET hoàn toàn khả thi, hoàn toàn cả thi, có thể xây dựng ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ quốc gia nào. Thế nên là cả nhà thấy không, tại sao có những vị khách mà họ đi sang, nếu như mà họ cảm thấy không tốt thì chắc chắn họ chỉ sang một lần thôi, và
và không bao giờ quay trở lại, đúng không chị? Như Ấn Độ đây đúng không ạ? Tại sao Ấn Độ sang 3 lần, sang 4 lần? Vậy thì nó phải có một cái điều gì đó để nó lưu luyến người ta, để họ lại tiếp tục sang. Nếu như mình đến một cái công ty, mình đến một cái công ty mà có cái sản phẩm A, sản phẩm B mà mình cảm thấy à nó chẳng ra làm sao thì mình sẽ không bao giờ mình đến lại nó nữa, đúng không ạ? Nhưng ở đây thì chính những cái người đứng đầu của các quốc gia họ lại đến rất nhiều lần để họ thăm cái công nghệ này, họ tạm đến để họ trải nghiệm cái công nghệ này, và họ đến để đủ 9-10 lần bắt đầu họ ký kết những cái hợp đồng để họ xây dựng đất nước của họ. Nên là anh chị nào mà biết đến UAT mà anh chị không có một cái cổ phần nào thì mình chia buồn với tất cả anh chị, đời quá đen luôn anh chị. Mà đến khi mà người ta trở nên giàu có hết, người ta trở nên tự do tài chính rồi, mình vẫn đi làm, mình vẫn đi cày để kiếm từng đồng một. Còn ở đây khi mà mình có cơ hội mình chia sẻ cho nhau thì mình thấy là à, mình tìm hiểu đi đúng không ạ, không mất gì cả. Đấy, ở đây thì thấy rằng là chúng ta thấy UAT của chúng ta càng ngày càng khẳng định được rằng sự thành công của nó với tất cả những cái doanh nghiệp trên thị trường, là một doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tiên về gọi vốn cộng đồng lớn, quy mô lớn như UAT. Bởi vì chính chủ tịch cũng có nói một câu mà rất ấn tượng. Đấy, ông nói là tôi không muốn người nghèo mãi nghèo, tôi không muốn người giàu mãi giàu, tôi muốn trao sở hữu trí tuệ của mình cho những người dân trên toàn thế giới cũng có cơ hội để nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp này. Đó, thế nên là đó là lý do mà tại sao chúng ta lại có cơ hội tốt như vậy. Cơ hội tốt như vậy lại đến được mình, nó hoàn toàn có lý do, có cơ sở, có căn cứ đấy ạ. Không phải tự nhiên là chúng ta gặp đâu. Chúng ta là những người được chỉ định, chúng ta là những người khai tâm, chúng ta mở, chúng ta có tư duy. Và khi cơ hội đến thì hầu như là mọi người đã có sự chuẩn bị hết. Và khi mọi người đã có sự chuẩn bị hết và mọi người đã nhìn ra cơ hội và mọi người nắm bắt cơ hội rất là nhanh. Đó, nắm bắt cơ hội rất là nhanh. Thế nên là anh chị thấy rằng khi mà chúng ta ở UAT ở giai đoạn này, có rất nhiều người vẫn còn sợ đúng không ạ? Có rất nhiều người họ đã ra quyết định rất nhanh. Có những người chỉ cần xem video về UAT thôi, về con tàu thôi là họ đã rất thích rồi. Đấy, họ đã chạm tới cái điểm nào đó và đã chạm tới cái khát khao, đặc biệt là cái sự cái giá trị của nó. Chúng ta thấy là nó là một cái doanh nghiệp mà đã khẳng định cái sự minh bạch của nó trên thị trường toàn cầu. Bởi vì bây giờ thời buổi này là thời buổi thanh lọc, đúng không ạ? Thời buổi thanh lọc và những cái gì nó còn giá trị nó sẽ ở lại, và những cái gì nó không có giá trị nó sẽ dần dần nó bị đào thải ra khỏi thị trường, đúng không ạ? Nên là chúng ta thấy là càng UAT càng khẳng định sự thành công của nó, sự minh bạch, sự uy tín rõ ràng của nó, nên là mới tồn tại được năm 2005 thứ 10. Và trong khi đó rất nhiều các doanh nghiệp khác họ cũng đã phải dừng lại, không đi trực tiếp. Nhưng UAT thì khác. Đó, thế nên là cả nhà mình rất là tuyệt vời khi cả nhà mình đã có mặt được trong buổi live của Thủy Nguyễn để lắng nghe Thủy Nguyễn chia sẻ những điều tuyệt vời về UAT, để cả nhà có thể có những cái quyết định lớn hơn để cả nhà sở hữu cổ phần của UAT ở cái giai đoạn này. Giai đoạn này là giai đoạn rất nhạy bén, là giai đoạn có thể quyết định sự giàu hay nghèo của anh chị. Bởi vì những cái số vốn rất là nhỏ thôi mà có thể giúp anh chị đột phá tài chính. Có những anh chị đi chơi, đi ăn hàng vài triệu đồng nhưng bỏ để sở hữu một cái cổ phần để có được nhiều triệu đồng, trăm triệu đồng trong tương lai, thì rất ít người dám làm điều đó bởi vì không tin điều đó là có thật. Mặc dù đó đã có rất là nhiều các doanh nghiệp rồi nhưng mà họ cũng không tin. Đấy, bởi vì cái nỗi sợ quá nhiều. Người ta nói là nếu như bạn muốn thành công thì nỗi sợ thành công của bạn thì cái sự thành công, cái niềm khát khao thành công của bạn nó phải lớn hơn cái nỗi sợ của sự thất bại. Tất nhiên là thành công phải lớn hơn thất bại thì thành công mới có chỗ được, đúng không ạ? Bởi vì cái gì tập trung thì cái đó sẽ mở rộng. Nếu như chúng ta tập trung vào sự thành công thì sự thành công nó sẽ mở rộng chúng ta, đúng không chị? Đó. Em chào anh Nguyễn Khang ạ. Em chào anh Quý nhá. Em chào anh Hưng Phát. Em chào anh Quốc Hương. Vâng, em chào tất cả các anh chị nhà mình. Anh chị nhà mình đã khắc phục hậu quả bão xong hết chưa ạ? Anh chị nhà mình khắc phục hậu quả bão xong chưa? Vừa rồi là cơn bão rất là nặng đúng không cả nhà? Nó đã lấy đi rất là nhiều người và tài sản. Bởi vì
Nếu như anh chị nào mà theo dõi buổi live của Thủy mà chưa hiểu nhiều về UAT mà cả nhà mong muốn tìm hiểu thì kết nối qua với Thủy Nguyễn nhé. Có thể kết nối qua số điện thoại của Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn đã để trên văn phòng cá nhân của Thủy Nguyễn, để trên trang Facebook của Thủy Nguyễn ấy. Vâng nhá, thì Thủy Nguyễn đến đây cũng xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi buổi live của Thủy ngày hôm nay ở đây. Xin kính chúc cho tất cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Đó, để trong quá trình cả nhà mong muốn hiểu sâu về cơ hội sở cổ phần UAT thì cả nhà cứ kết nối với Thủy Nguyễn, nhắn tin trực tiếp cho Thủy Nguyễn, Thủy Nguyễn sẽ giúp anh chị hiểu sâu hơn. Còn trong các buổi live như thế này thì mình cũng không có nhiều thời gian để mình nói sâu cho chị được. Đấy, chỉ nói cái cơ bản và nói cái làm sao để chị có một tư duy đúng, định hướng rõ ràng để cả nhà có thể nắm bắt được những cái cơ hội, những cái thời cơ, thời điểm nào nên đầu tư, thời điểm nào nên không đầu tư và dừng lại. Đó, thế nên là chỉ cần chúng ta có kiến thức thôi, chúng ta sẽ rất là tự tin trong bất kỳ cái thương vụ nào. Và khi mà chúng ta nắm được cơ hội thì sau này chúng ta sẽ có rất nhiều điều kiện để chúng ta nắm giữ nhiều cơ hội khác. Đấy, nhưng mà nếu như không nắm giữ cơ hội thì cuối cùng là làm cũng không có cái gì đột phá. Nhưng mà khi mà anh chị nắm giữ cổ phần, có phải là khi công ty IPO anh chị từ một cái số tiền nhỏ anh chị có thể đột phá lên số tiền vô cùng lớn, đúng không cả nhà? Đó, thì đây là cái bí kíp thành công của người giàu, đó là nắm giữ cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Và ngày hôm nay nếu như anh chị nào biết đến cái lĩnh vực này thì anh chị hãy nắm giữ cổ phần ngay lập tức ở cái thời điểm kỳ tuyệt vời này, thời điểm vàng này, đúng không? Nếu như chị nào được ai đó chia sẻ thì hãy liên hệ trực tiếp với người bảo trợ của mình để được hỗ trợ. Còn nếu như chị nào chưa được ai chia sẻ mà vô tình biết đến buổi live của Thủy Nguyễn thì cứ mạnh dạn kết nối với Thủy Nguyễn, Thủy Nguyễn sẽ chia sẻ cùng với anh chị nhé. Thủy Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị nhà mình nha. Thủy Nguyễn xin kết thúc buổi live ngày hôm nay. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide string transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost, stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.